thì đây mình hay lẫn lẫn không á. Bữa nay được quá em, bữa nay rẻ thì mình mua gì thôi. Nó mềm rồi, nó rụng xuống, nó bám nè. Đó. Chuẩn bị sang rồi đó mà bắp chuối nè, bắp chuối nấu. Bữa nay còn mấy trái rừng Hồng Trang nó hơi non non chứ qua giờ hết đâu. Chuối hầm thịt heo. Đó. Bỏ nêm chưa? Bỏ bột nêm chưa? Bỏ hết rồi, chuẩn bị rồi. Coi chuẩn tôi thu rồi. Bắp này nấu nhiều nè. Bữa nay nấu nhiều, nấu có mấy trái đẹp đẹp. Bỏ ra.
không có che á. Cho con đi bỏ. Bữa bữa nha, bỏ ít muối thôi nghe, bỏ muối. Thì bữa cũng là cứng. Muối gì vậy? Dạ, mà tiền tiểu nó lại ưng, nó kêu có muối uống cho dạ. Uống ít muối uống nó đỡ hơn. Chứ mình bỏ nó có chừng là không biết sao, bỏ có chừng làm. Bữa bỏ muối hột. Mà bỏ ít thôi, muối kệ bỏ chi không? Kệ muối muối bỏ xíu cho nó máy cho chuẩn bị bỏ đường. Thế nó ít nổ lên nguyên. Chuẩn bị bỏ đường. Giờ nó. Bà chú hồng sinh. Chú hồng sinh heo tờ quá. Có là cứ nấu vậy nè. Thấy vậy. Trời, cái này mấy lận em á? 4 lận. Có xong. Thank you.